Xem ngày tốt để sự nghiệp hanh thông. Xem ngày giờ tốt, trước tiên nó sẽ giúp cho người chủ có một cái tâm lý thoải mái và tự tin để tiến hành công việc. Tiếp theo là trong phong thủy, việc chọn ngày giờ tốt sẽ giúp cho người chủ cho cái công việc đó được suôn sẻ, được may mắn và hanh thông. Ngược lại, nếu nhầm cái ngày mà không tốt, giờ không tốt thì làm cho cái công việc đó dễ dàng gặp cái sự trắc trở và không được cái suôn sẻ. Việc xem ngày giờ tốt cần phải xem xét đến hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, đó là tuổi của người cần xem ngày tốt. Thứ hai là xem cho cái việc gì, ứng dụng cho cái công việc gì. Ví dụ, xem ngày tốt cho việc cưới hỏi, hôn nhân, hòa thuận, hạnh phúc thì chúng ta phải có được cái tuổi của chú rể và cô dâu. Xem khai trương, mở hàng, phát tài, phát lộc thì chúng ta phải có được cái tuổi của người chủ cửa hàng và tuổi của người mở hàng đầu tiên. Xem cho việc khởi công xây dựng, động thổ được an toàn, đất đai được ổn định thì chúng ta cần phải có tuổi của người chủ đất, và kỹ hơn là cần phải có độ số, tọa hướng của mảnh đất đó. Ngoài ra, sau khi chọn được ngày tốt thì chúng ta còn phải chọn như thế nào để ra được một cái giờ có lộc và giờ có quý nhân giúp đỡ. Như vậy, anh chị sẽ thấy được cái tầm quan trọng của việc chọn ngày tốt và giờ tốt. Nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ chọn ngày giờ tốt, hãy comment. Quảng Tầm sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị.